Sáng ngày 11 tháng 3 tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Cao Trí đã giải thích hành vi chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Do muốn cắt đứt liên quan đến Vạn Thịnh Phát để tốt cho bà Lan, nên xóa sạch các giao dịch và cho biết sẽ hoàn trả tiền. Sáng 11 tháng 3 năm 2024, hội đồng xét xử đã thẩm vấn bị cáo Nguyễn Cao Chí, 54 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Capella về hành vi chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngày 11 tháng 3, ông Nguyễn Cao Chí, 54 tuổi, chủ tịch tập đoàn Capella là người cuối cùng bị tòa xét hỏi để làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan bị cáo Nguyễn Cao Chí là bị cáo duy nhất trong vụ án không phải là đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Bị cáo Chí bị xét xử về hành vi tìm cách chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng sau khi bị cáo Trương Mỹ Lan bị bắt. Ông này bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền của bà Lan, tổng cộng 40 triệu USD khoảng 1.000 tỷ đồng, thông qua ba hình thức là chuyển nhượng 65% vốn điều lệ công ty cao su công nghiệp, mua 100% vốn điều lệ công ty Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh trả lời hội đồng xét xử, ông Chí thừa nhận cáo trạng truy tố đúng tội, cho biết quen bà Lan từ năm 2017 với tư cách là các doanh nhân, chỉ là chị em bạn bè, số tiền 1.000 tỷ đồng nhận từ bà Lan qua giao dịch bằng miệng, không có hóa đơn chứng từ. Khi có thông tin bà Lan bị khởi tố, bị cáo rất bối rối bởi đang có nhiều hợp đồng cần phải thanh toán. Theo chủ tịch tập đoàn Kabela, sự việc bà Lan bị bắt khiến ông có khả năng phải trả gấp đôi số tiền đã nhận từ hệ thống của bà Lan bị cáo đắn đo về quyền lợi của chị Lan, cân nhắc công khai quan hệ thực tế hay công khai quan hệ trên giấy tờ. Lúc đó truyền thông loan tin dữ dội về hệ thống của bị cáo quan hệ với chị Lan, sợ ảnh hưởng nên bị cáo muốn tách bạch ra. Ông Chí trình bày về nguyên nhân xóa sạch các giao dịch nhận tiền từ bà Lan. Cáo trạng xác định, sau khi bà Lan bị bắt giam, Chí đã chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng đã ký trước đó. Mục đích là nhằm xóa bỏ quyền sở hữu tại công ty Văn Lang của bà Lan để chiếm đoạt 1 tỷ đồng. Ông Chí trình bày thêm rằng, ngay sau đó đã nhận ra vấn đề không hề đơn giản, nên đã đề nghị hoàn trả tiền vào hệ thống của bà Lan nhưng không được chấp nhận. Bị cáo nghĩ giao dịch mà để người khác đứng tên có nghĩa là chị Lan không muốn công bố, và việc này đã dẫn đến sai lầm của bị cáo. Ông Chí thừa nhận thêm rằng, chỉ mong có lợi cho chị Lan. Theo chủ tọa, trên thực tế các hành vi của bị cáo là nhằm loại trừ trách nhiệm của mình với khoản tiền đã nhận của bà Lan. Hội đồng xét xử ghi nhận, ông Chí mong muốn khắc phục toàn bộ số tiền 1.000 tỷ đồng đã chiếm đoạt. Được hỏi với tư cách bị hại ngay sau đó, bà Trương Mỹ Lan cho rằng quan hệ giữa mình với ông Chí như chị em, tiền bạc trước giờ rõ ràng và không có ý kiến về lời khai của bị cáo. Bà Lan mong muốn hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo Chí. Khi tôi bị bắt, nghĩ rằng việc làm của ông Chí chỉ là tai nạn. Tôi cảm ơn cơ quan điều tra đã chứng minh tôi không vu khống cho Chí. Trước khi kết thúc phần xét hỏi, ông Chí một lần nữa trần tình về nguyên nhân động cơ phạm tội là trong bối cảnh bà Lan bị bắt chứ không cố ý chiếm đoạt tiền. Chủ tịch tập đoàn Capella mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ, đồng thời nói lời cảm ơn bà Lan đã xin giảm án cho mình. Chị Lan yên tâm, số tiền của chị sẽ được khắc phục toàn bộ, xin chúc chị sức khỏe. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bà Lan khai lần đầu gặp mặt tại trụ sở tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ông Chí đặt vấn đề bán cho bà 30% cổ phần của ông tại công ty cổ phần cao su tỉnh Đồng Nai. Bà đồng ý mua và đặt cọc 6 triệu USD, sau đó nhiều lần thanh toán bằng tiền Việt tổng cộng là 500 tỷ đồng, 23 triệu USD và nhờ Hồ Quốc Minh đứng tên. Chủ tịch tập đoàn Capella còn hứa giúp bà sở hữu trên 66% cổ phần để nắm toàn quyền quyết định công ty, song không thực hiện. Đến năm 2019, ông Chí mời bà hợp tác trong dự án khu công nghiệp tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, hơn 20.000 hecta. Đây là dự án ông Chí cùng công ty cổ phần tập đoàn Bến Thành Holding Group xin dự án và chịu trách nhiệm lo về pháp lý. Bà Lan đã giới thiệu đối tác nước ngoài vào đầu tư và làm việc với ông Chí. Ông Chí nhiều lần ứng mượn tiền của bà, tổng cộng 12,5 triệu USD và thống nhất khi dự án được triển khai thì khoản tiền này được tính vào chi phí ông Chí được hưởng. Tuy nhiên do dự án triển khai chậm, bà Lan yêu cầu chuyển trả lại số tiền trên hoặc chuyển nhượng công ty bến thành cho bà, song ông Chí không thực hiện. Liên quan đến công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, bà Lan cho biết Năm 2020, ông Chí gặp thuyết phục năn nỉ đầu tư dự án này, nhưng bà không có nhu cầu. Ông Chí sau đó mượn tiền bà để đầu tư dự án, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển cho ông Chí vay 300 tỷ đồng nhưng không ký giấy tờ biên nhận. Do bà không muốn làm nên ông Chí nói sẽ chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư ngoài Hà Nội và sẽ trả cho bà 500 tỷ đồng nhưng cũng chỉ là lời hứa. Sau đó hai bên gặp nhau tính toán công nợ, chốt ông Chí nợ bà Lan 1.000 tỷ đồng. Chủ tịch tập đoàn Capella chuyển nhượng cho bà 10% cổ phần công ty, cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang để cấn trừ nợ. Số cổ phần này bà cũng nhờ Hồ Quốc Minh đứng tên, còn bà giữ sổ cổ đông. Nhà chức trách xác định sổ sách kế toán của công ty Văn Lang không ghi nhận việc chuyển nhượng vốn điều lệ trên. Tháng 10 năm 2022, sau khi bà Lan bị bắt giam, Chí chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng đã ký trước đó. Mục đích làm việc này của Chí nhằm xóa bỏ quyền lợi sở hữu tại công ty Văn Lang của bà Lan để chiếm đoạt tiền, cáo trạng nêu. Ban đầu tại cơ quan điều tra, ông Chí khẳng định không nhận khoản tiền nào và còn có nhiều đơn gửi đi các nơi, cho rằng bị bà Trương Mỹ Lan bôi nhọ danh dự, nhưng sau đó thừa nhận hành vi, liên quan đến hành vi sai phạm, bị cáo Lan nói: "Tôi tôn trọng nội dung kết luận của bản cáo trạng". Chủ tọa cắt lời giải thích rằng hội đồng xét xử không hỏi bị cáo có tôn trọng hay không, mà hỏi nội dung cáo trạng xác định hành vi bị cáo có thấy đúng không. Bà Lan nói có nội dung không đúng. Dù không giữ chức vụ trong SCB nhưng bị cáo nắm 85 đến 91% cổ phần của ngân hàng. Hội đồng xét xử nêu nội dung rồi hỏi bị cáo có đúng không. Bị cáo Lan phủ nhận. Bà nói phần tự khai cũng không đúng. Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát khai, bị cáo và gia đình nắm dưới 15%, 30% là cổ đông nước ngoài, khoảng 30% là nhờ bạn bè đứng tên dùm. Chưa bao giờ tôi xác nhận cổ phần của tôi tại SCB là 91%, bản tự khai có phần đúng, có phần chưa chính xác. Hội đồng xét xử hỏi, bị cáo giải thích gì vì tất cả người nắm cổ phần pháp lý đều xác nhận cổ phần đứng tên Trương Mỹ Lan. Bà Lan trả lời, lúc hợp nhất họ chỉ biết bị cáo đứng tên giúp SCB, những người đứng tên dùm họ không biết mặt tôi, họ khó khăn không có việc làm được tại chiêu chung nhờ đứng giúp. Bị cáo khai cổ phần này là của bạn bè bà nhờ đứng dùm. Bà Lan trình bày khi mới bị bắt, cơ quan điều tra hỏi bà có nhớ những cổ đông nước ngoài đứng tên dùm không, bị cáo không thể nhớ nổi, những người đứng tên dùm chỉ muốn giúp SCB. Hội đồng xét xử một lần nữa hỏi bị cáo Lan toàn bộ lời khai ở cơ quan điều tra có đúng không, đề nghị bị cáo xác nhận, Chủ tọa đánh giá bị cáo rất kỹ trong lời khai, lý giải điều này chủ tọa cho biết, đọc toàn bộ hồ sơ bút lục, nhận thấy bị cáo Lan đọc kỹ bản khai, ghi chú rất rõ phía dưới cái nào đúng, cái nào sai. Bị cáo Lan nói, tôi nghĩ đúng một phần. Lúc này chủ tọa bác bỏ đề nghị bị cáo xác nhận đúng hay không, bị cáo Lan khai, cái nào tôi ký xác nhận với luật sư chắc chắn đúng. Trong quá trình xét xử bị cáo Lan nhiều lần xúc động rồi khóc, xin hội đồng xét xử đừng dùng từ thâu tóm có được không? Mỗi lần nghe tôi xót xa. Chủ tọa nhắc bị cáo bình tĩnh và cho biết hội đồng xét xử chưa đánh giá thâu tóm hay không, đang nêu lại nội dung cáo trạng. Hội đồng xét xử nói, từ chủ tịch hội đồng quản trị tới tổng giám đốc, ra lãnh đạo SCB đều xác định làm việc theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, họ xác định ra nghị quyết xét duyệt tín dụng cho ai đều do Trương Mỹ Lan chỉ đạo, phụ thuộc chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, bị cáo giải thích như thế nào? Bà Trương Mỹ Lan phủ nhận không có. Trả lời về hội đồng quản trị, bị cáo Lan nói hợp nhất ba ngân hàng mặc định đã phân công, cổ đông khác gây lộn, bà nói cứ tin tưởng ban điều hành SCB, Lúc đó tình hình nội bộ SCB hỗn loạn, áp lực trả nợ cho ngân hàng nhà nước. Các bị cáo làm sai quy định hay sai gì thì xin hội đồng xét xử thứ tội cho họ. Họ không cố ý, không ai tham tiền, sai là để bảo vệ SCB không sụp đổ, bà Lan nói. Hội đồng xét xử nhắc nhở, bị cáo chưa trả lời đúng câu hỏi. Hội đồng xét xử muốn bị cáo trả lời tất cả người khác khai rõ, quyền điều hành thực tế đều theo chỉ đạo của bị cáo. Bị cáo trả lời đừng giải thích lý do họ làm. Trương Mỹ Lan khai vị trí bà là đi giải quyết cho mượn tài sản, không nắm quyền điều hành tại SCB nếu tôi gây gớm như cáo trạng nói thì xin hội đồng xét xử xem xét. Ngày hôm nay tất cả tài sản bạn bè gia tộc nằm hết SCB. Bị cáo Lan nói và cho rằng tất cả lời khai các bị cáo khác khai đều có nhiều điều không đúng. Bà Lan dẫn chứng võ tấn hoàng văn một năm chỉ gặp bị cáo hai ba lần không thể biết để khẳng định bị cáo nắm quyền chi phối SCB. Bị cáo trương mỹ lan nói tiếp tôi không hề biết đỗ thị nhàn đinh văn thành và võ tấn hoàng văn nhờ tôi nói với bà nhàn thanh tra sớm đi tiếp tục hỗ trợ cho mượn tài sản để nhà đầu tư nước ngoài còn vào. Hội đồng xét xử nêu lại hành vi của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cáo buộc bị cáo trong cáo trạng bằng nhiều phương pháp đã tuyển chọn nhân viên thân tín vào SCB, lập các chi nhánh để tiến hành cho vay, lập công ty ma để mượn tiền giải ngân về sử dụng. Về những hành vi này bị cáo phủ nhận nói không đúng. Bên cạnh đó, bị cáo lan mong hội đồng xét xử xem xét cho nhóm bị cáo trong các công ty thẩm định giá theo bị cáo, bất động sản cao định giá theo giá thị trường, việc cơ quan công tố quy buộc công ty thẩm định giá nâng giá khống là chưa chính xác. Bị cáo Lan nói mong hội đồng xét xử xem xét lại cho khách quan công bằng vì bất động sản có lúc giá rất cao nhưng không mãi giá như vậy. Sáng ngày 11 tháng 3, hội đồng xét xử nêu lại cáo buộc trong cáo trạng với bị cáo Trương Mỹ Lan. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn trong đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn dư nợ hơn 132.247 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi. Hành vi của bà Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền hơn 64.621 tỷ đồng. Từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của ngân hàng SCB số tiền hơn 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền hơn 129.372 tỷ đồng. Với những cáo buộc này, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày, thời điểm đó bà đưa tài sản vào SCB để cứu ngân hàng. SCB không đủ tiền trang trải thì đâu có mà cho tôi vay tiền. Vài tiền tôi đưa đi đâu, tiền tôi sử dụng đi đâu, Tôi liên tục đưa tài sản vào vì nếu tôi dừng là mất hết. Song chủ tọa cho rằng cáo trạng xác định bị cáo đưa tài sản vào là một phương thức thủ đoạn phạm tội. Bị cáo Lan nói, chiếm đoạt 304.000 tỷ là hoàn toàn không có, SCB không có tiền, chẳng nhẽ tôi đi chiếm đoạt tài sản và tiền bạc của tôi hay sao? Mong hội đồng xét xử xem xét vai trò, vị trí, số tiền tôi chiếm đoạt. Để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, tiếp tục tái cơ cấu, bị cáo Trương Mỹ Lan đã cáo buộc đưa cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD để bưng bít sai phạm, làm nhẹ sai phạm tài chính của SCB để không đưa sai phạm SCB chuyển về cơ quan điều tra. Bị cáo nói trước tòa, tôi với chồng làm việc chữ tín hàng đầu, bưng bít hối lộ là không có, tại sao tôi gặp bà Nhàn, tôi có biết bà Nhàn đâu. Võ Tấn Hoàng Văn làm phải chịu trách nhiệm, các số tiền trong vụ án tôi không biết, nếu tôi có thời gian làm việc đó, sao tôi không đi trả lại tòa nhà Times Square cho chồng tôi. Chồng tôi rất khổ, Trước khi kết thúc thẩm vấn, bị cáo Lan mong hội đồng xét xử xem xét hành vi của mình. Bị cáo bốn đời làm phước, xin hội đồng xét xử xem xét đạo đức gia đình chúng tôi, xem xét bản chất SCB, xem xét tình trạng các bị cáo. Theo cáo trạng, tuy không giữ chức vụ gì tại SCB, nhưng bà Trương Mỹ Lan nắm giữ hơn 91,5% cổ phần của SCB, chi phối chỉ đạo mọi hoạt động của ngân hàng. Trong suốt 10 năm thâu tóm SCB, bà Lan đã rút hơn 1,05 triệu tỷ đồng của SCB gây thiệt hại đến thời điểm khởi tố vụ án là tháng 10 2022 là 498.000 tỷ đồng. Bà Trương Mỹ Lan sử dụng SCB như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác, sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống, phục vụ cho mục đích cá nhân. Để rút tiền từ SCB, bà Lan đã chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng và Vạn Thịnh Phát để chỉ đạo tổ chức thành lập nhiều bộ phận, đơn vị, công ty, thuê và sử dụng hàng nghìn cá nhân, cấu kết chặt chẽ với nhau, thông đồng với các công ty thẩm định giá, triển khai rút tiền từ SCB. Ngoài việc tạo lập các công ty ma đứng tên hồ sơ vay vốn, bà Lan còn cấu kết chủ sở hữu, đại diện các công ty thực tế có hoạt động kinh doanh để các công ty này đứng tên vay vốn hoặc tạo lập thêm nhiều công ty ma, lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của ngân hàng SCB để Lan và các đối tượng trên cùng sử dụng. Khi các khoản vay khống quá hạn phải hạch toán nợ xấu nhóm năm, bà Lan không trả nợ mà chỉ đạo bán nợ xấu cho công ty quản lý tài sản và bán nợ trả chậm cho chính các công ty ma do Vạn Thịnh Phát thành lập để che giấu một phần nợ xấu, không phải hạch toán lãi, giảm dư nợ tín dụng để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của ngân hàng scb bà lan đã mua chuộc tác động người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan thanh tra giám sát làm trái công vụ